pháp môn giải thoát không chắc chắn có thể nắm bắt được pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổn thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc năm loại mắt chắc chắn có thể nắm bắt được sáu phép thần thông chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc Mười lực Phật chắc chắn có thể nắm bắt được, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc. Pháp không quên mất chắc chắn có thể nắm bắt được Tánh luôn luôn xả chắc chắn cũng có thể nắm bắt được Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội Thoát các khổ sanh tử của các hữu tình Khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc trí nhất thiết chắc chắn có thể nắm bắt được trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tội, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình kiến đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc quả dự lưu chắc chắn có thể nắm bắt được quả nhất lai bất hoàn a la hán chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc quả vị độc giác chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc tất cả hạnh đại Bồ Tát chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đăng quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc này thiện hiện các hạng ngu si phàm phu không học hỏi ấy vì điên đảo nên nghĩ như thế tức là hủy báng phật vì sao này thiện hiện vì phật dùng năm loại mắt cầu sắc còn chẳng thể được cầu thọ tưởng hành thức cũng còn chẳng thể được huống là nếu có người quyết định sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thì đó là điều không có